sở máy tráng bánh Ngọc Lâm xin kính chào quý khách. Máy tráng bánh bằng điện ngày càng được biết đến, phổ biến rộng rãi trên thị trường, được sử dụng rất nhiều trong các quán kinh doanh. Kế thừa các ưu điểm vốn có của nồi tráng bánh truyền thống, các kỹ thuật viên của Ngọc Lâm đã nghiên cứu và chế tạo nên các loại máy tráng bánh mang lại nhiều tiện ích hơn cho người sử dụng. Ngọc Lâm cung cấp, sản xuất các loại máy tráng bánh nổi bật với các sản phẩm phải kể đến như bánh đa tròn, vừng, me, bánh đa nem, bánh cuốn, máy nướng, máy sắt bột, khuôn máy tráng và nhiều loại máy thiết bị khác. Các nghiên cứu của cơ sở máy tráng bánh Ngọc Lâm mang đến tính xác thực, gần gũi với người sử dụng, đảm bảo an toàn vệ sinh, dễ vận hành, làm việc bền bỉ, tính công nghiệp hóa cao, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, mở ra một diện mạo mới cho công nghệ chế biến thực phẩm từ gạo, giúp nâng cao năng suất cao từ 800 đến 4.000 chiếc bánh tròn chỉ với 1 giờ vận hành máy, giúp tối ưu hóa nhân công, điều chỉnh độ dày bánh dễ dàng, máy hoạt động bền bỉ, cho ra bánh đều và đẹp. Đơn vị chúng tôi chuyển giao công nghệ dạy nghề cho người mới, hỗ trợ công thức bánh các vùng miền. Với quan niệm mang khoa học kỹ thuật vào nghề sản xuất các loại thực phẩm từ gạo, nhằm tạo cơ hội cho người sản xuất tiết kiệm được công sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất, Ngọc Lâm luôn cố gắng tìm nguồn vật tư chất lượng nhưng giá thành thấp để chế tạo ra sản phẩm có giá thành vừa phải đối với nhà sản xuất. Với đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật có kinh nghiệm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo và chuyên nghiệp nhất. Mọi nhu cầu, liên hệ hotline 0976 090 569, địa chỉ thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, website maytrangbanhda.ngoclam.com. Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.